Nghèo thì chỉ cần con mình nhiều điểm số. Mày phải đi học, học sinh giỏi nhá con. Bài kiểm tra vì sao không được 10 điểm, mày ngu ấy con. Con người giàu bảo thôi con ạ, mày học sinh trung bình là bố mừng rồi, mày đừng có đánh bạn là bố quá mừng rồi. Tôi tư duy cũng thế, mày chỉ cần đi học, cứ học hết giáo trình của thầy cô đi, về nhà bố dạy, mà không dạy cái gì cả. Ngày nào sáng nào tôi cũng bế con tôi vào cái phòng đọc sách của tôi. Tôi treo ảnh của ông Jack Ma, các bạn biết ông Jack Ma không? Biết ông Bill Gates không? Ông Robert Kiyosaki, cha giàu cha nghèo. Tôi đi đốc Bill. Toàn là những diễn giả và những doanh nhân hàng đầu thôi. Có những cái câu nói của những ông đấy, sáng nào tôi cũng bế con tôi sang, tôi đọc cho nó. Ông T. Harv Eker thì ông nói một câu, đó là có trong đầu sẽ có trong tay. Tôi cứ đọc cho nó nghe. Ông Bill Gates, ông bảo là nếu mà bạn sinh ra trong nghèo khó thì đó không phải lỗi của bạn, nhưng nếu bạn chết trong nghèo khó thì đó là lỗi của bạn. Sáng nào tôi cũng bơm vào đầu con tôi cái điều đó. Cho nên mày không cần phải điểm 10 con ạ. Mày cứ nhớ mấy câu đó cho bố, ra đường mày làm y hệt. Thành công hay không là ăn nhau ở ngoài xã hội, chứ không phải là sách vở. Người nghèo thì con mình mẹ nó vừa về nhà, đeo cho nó một cái cặp khác, tối đi học thêm toán. Vừa học toán về nhà, mày học tiếng Anh chứ con, nhảy vào học tiếng Anh. Học liên tục, mày con mình nó đeo cái mắt kính, nó dày cả phân như này,